Chắc là em Hoa đi làm. Đi làm này. Ui giời. Khóa cửa ngoài. Ui giời. Ba. Con chào bà nhá. Ui. Vâng. Vâng. Thì con sẽ liên hệ với cái công ty sơn để con nhờ họ giúp sơn cho. Xong rồi con sẽ liên hệ anh em ở bên đoàn thiện nguyện Thái Nguyên sẽ bố trí là xuống sơn giúp cho bà nữa. Nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì cháu đang có mặt tại xã Nhã Lộng thuộc huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay thì cháu đưa các bác quay trở lại thăm gia đình hai mẹ con bà Luân bị lừa bán sang bên Trung Quốc. Cháu đang chạy vào chợ Nhã Lộng mua cho bà ít trứng với lại mì tôm. Mua cho bà thùng mì tôm. Mua của bác ở đây nhưng bác đóng cửa mất rồi. Quán này đóng cửa mất rồi các bác. Đây là chợ Nhã Lộng. Cháu này nha. À, mời các bác tiếp tục di chuyển ra ngoài trong luôn. Ngoài này cũng được. Cũng lâu lắm rồi cháu chưa thời gian quay trở lại thăm hai mẹ con nhà bà Luân. Và đó là một cái hoàn cảnh rất đáng thương các bác ạ. Rất khổ cực. Ba mẹ con bị lừa bán sang bên Trung Quốc. Đấy. Khi bà còn trẻ bị lừa bán sang đó. Lừa bán sang, họ bán cho người bên Trung Quốc, họ mua làm vợ các bác. Đấy. Mang theo hai con nhỏ. Họ nói là lên Lạng Sơn để đi làm thuê nhưng mà thực chất ra là lừa bán. Chị có trứng gà không? Không có trứng gà. Đã mua được mì. Xem quán nào bán trứng. Nhà bà đi ngõ này vào các bác. Đường này chạy thẳng là xuống trung tâm huyện Phú Bình, xong rồi sang Bắc Giang này. Còn bác nào mà lên thành phố Thái Nguyên đi đường này. Còn Bắc Giang là cứ chạy thẳng Phú Bình ở đây, qua cầu Ca. Từ đây xuống khoảng đoạn 2-5 cây các bác là đến cầu Ca Phú Bình. Đây rồi. Con chào bà nhá. Đây có bà bán trứng này. Trứng gà các bác nhé. Mái mới tinh. Mới tinh hả bà? Vâng. Bà chọn nó con quả to to. Vâng. Vâng. Gà vừa đẻ các bác nhé. Rồi, cháu bắt đầu di chuyển vào nhà bà các bác nhá. Đây là cái con đường dẫn vào nhà bà Luân. Đấy. Bà hiện tại bây giờ thì không có nhà các bác ạ. Ở nhờ thôi. Bà đang ở xóm Mịt thuộc xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên. Thì bà đi Trung Quốc về Việt Nam thì không có nhà các bác nhá. Và về Việt Nam được khoảng 2 năm thì ở nhờ nhà em gái. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bà đang ở nhờ nhà ngay bên cạnh của nhà em gái. Đó là nhà chú Tuệ. Chú rất là tốt bụng. Chú chuyển nhà ra ngoài đường này ở và chú có cho hai mẹ con thằng bà ở nhờ ở đó. Nhưng mà phải nói là cuộc sống nó quá khó khăn, quá vất vả. Khổ từ trẻ đến lúc về già các bác. Đấy. Lúc trẻ thì lớn lên thì xây dựng hạnh phúc gia đình cũng như mọi bao nhiêu người. Đấy. Là lớn lên và xây dựng gia đình.
có những người con của mình, chứ không may thì chồng mất sớm, lúc bà rất trẻ mới có ngoài đôi mươi đâu. Thế là gia đình đấy bây giờ thì cũng khó khăn, người ta mới rủ lên Lạng Sơn để đi làm thuê trên đó. Nhưng mà ai ngờ đâu là khi lên đến đó rồi thì lúc mà phát hiện ra thì là mình đã ở bên đất Trung Quốc rồi, ba mẹ con đã bị lừa bán ở bên đó, và bà được gả cho một người chồng ở Trung Quốc. Nhưng mà phải nói là rất trớ trêu khi mà sang đó thì lấy chồng thì nhà chồng cực khổ, cực nghèo, sống ở trong rừng núi. Và cách đây mấy năm ấy thì là chồng của bà thì là mất. Sang đó thì chồng của bà thì vô sinh các bác, nên là không sinh được con, không có con thêm. Nên là vừa rồi thì mấy năm trước thì chồng mất, thì lúc bấy giờ thì em trai ruột của chồng của bà ấy là đòi lấy con gái của bà. Đấy, lấy con gái út của bà là em Hoa, lúc bấy giờ mới 14 tuổi thôi. Mà trong khi đó thì chú đó thì cũng gần 60 rồi, có hai đời vợ rồi, nhưng mà đều bỏ hết và lại muốn lấy thêm Hoa nữa. Thế là gia đình mới không đồng ý, bà mới không đồng ý. Thế là cái chú đấy thì chú phải nói là không có tí tâm một tí nào, người ác độc. Chú ấy mới biết được là trước đây khi mà gia đình bà và hai con bị lừa bán sang là không giấy tờ gì cả. Đấy, thế là mới báo công an Trung Quốc các bác để họ trục xuất mấy mẹ con bà về nước do là không có giấy tờ. Đấy, chú ấy bảo là không đồng ý, là báo công an trục xuất về nước luôn, nói là kinh khủng. Đấy, thế là chú ấy báo, quyết định là báo công an và trục xuất mấy mẹ con bà về nước. Rất may là người con gái đầu của bà thì là sao bà lại khóa cửa nhỉ? Rất may là người con gái đầu của bà thì là đã lấy chồng Trung Quốc và có giấy tờ các bác, nên là họ cho ở lại. Đấy, có nghĩa là lấy chồng Trung Quốc và có con đấy, và họ xét nghiệm là đúng là con của người Trung Quốc và họ làm giấy tờ cho được ở lại. Còn bà mới là em Hoa đấy, là không có giấy tờ nên là phải trục xuất về nước. Nên bà ở nhờ đấy các bác nhá, nhờ nhà bà chú Tuệ ở đây, nhà em gái bà thì sau nhà này. Hiện nay thì bà thì đã có đất làm nhà đấy, nhưng mà không có tiền đấy, và cũng đã có mạnh thường quân, rất là may là có một mạnh thường quân ở bên nước Mỹ là cũng đã liên hệ với cháu đấy, là bạn đang kêu gọi đấy, để giúp đỡ cho nhà bà. Đấy, nên là rất mong là thời gian tới là sẽ nhận được cái tin vui để giúp đỡ cho mẹ con nhà bà Luân ở bên Trung Quốc lừa bán về ở Việt Nam. Ở đây về Việt Nam thì nói là quá trớ trêu các bạn. Về Việt Nam thì là bà lại bị ngã gãy đùi các bạn. Đấy, ngã gãy đùi và không đi lại được. Đấy, ăn đâu nằm đâu ngồi đấy thôi. Nằm đâu nằm đấy. Còn em Hoa thì là con lớn nhưng có khôn các bạn. Bà bảo là con lớn nhưng có khôn, có nghĩa là thể chất thì con lớn nhưng mà về đầu óc thì không được thông minh, nhanh nhẹn. Đấy, cháu phải trèo qua đây, bỏ giày trèo qua. Chắc là em Hoa đi làm, đi làm này. Ui giời, khóa cửa ngoài. Ui giời, khóa cửa ngoài sợ trộm vào nó thì bê mất. Bà thì không đi được nên khổ. Em Hoa này năm nay cũng 18 tuổi các bác, bà nó cũng đang muốn tìm chồng như em ấy rồi, nhưng mà chưa tìm được ai. Hàng ngày là ở ngay cái ngoài đường mà lúc cháu vừa quay đấy, có cái nhà họ làm bộng ở đấy các bác, thì là họ thuê 20.000 một tiếng, nhưng mà không phải là hôm nào cũng có việc làm. Ba,
Con chào bà nhá. Ừ. Vâng. Sao lại mở được cửa? Con phải trèo đấy. Trèo qua. Vâng. Sao phải khóa đây? Ừ. Trộm à? Vì là như này. Lấy mấy cái hôm đấy thế là cháu Hoa thì dạo này thì nó cũng được đi làm rồi. Vâng. Tháng trước thì chả được đi làm mấy, thế tháng này thì đi làm thì vâng. Đưa chữa con ở bên kia nó ấy quá. Làm nó gì bà? Lao quá. Ai dòng một ít trong muỗng kia nó cũng tốt, nó cũng được sắp được ăn rồi. Nó đem nó lấy hai ba thằng con nó lấy cái chân nó dậm hết, xong là nó nát hết là chả ăn được. Thế trong muỗng á? Vâng. Ở vườn nhà mình á? Ở vườn đây cấy được một ít trong muỗng đây. À. Thế là những cái quả đu đủ đấy. Vâng. Nó cũng đem hết đấy mà chả ăn được, nó đem nó bật hết. Vâng. Vứt lung tung cả. Thì một đàng thì chứ nó con nhà ai thì bảo bố mẹ nó chứ. Ôi bảo bố mẹ nó có dạy được đâu. Ngày nào cũng đánh nó, ngày nào cũng chửi nó, nó vẫn thế. Hư quá. Nó hư quá không làm nào được. Hoa đi làm bà? Hoa đi làm. Thì là tôi không kể mà nghe. Thôi được rồi, không kể nữa, không biết rồi. Hôm nay con xuống nhá. Cho bà trứng với này mì tôm. Bà nấu ăn. Vâng. Thế là Hoa này cả làm cả ngày hay là làm cả ngày, mấy hôm nay thì được làm cả ngày. Mùa này là họ ăn bổng nhiều hơn à? Mùa này chắc là ăn bổng nhiều hơn đấy. Mấy hôm nay nó cứ gọi đi cả ngày đấy. Vâng. Thế là chết, nó mới vào thì chả biết làm nào, nó mới cái cửa kia thì chưa làm được. Thế xong bắt đầu nó mới tôi sợ là nó bật cái ga lên ý. Sợ là nó ảnh hưởng cháy nổ à? Thì nó sợ thế. Nó vào nghịch cả trong bếp cơ. Nó vào cả trong bếp. Ui giời. Thế là nó đem cái mà để ấy nước đấy. Vâng. Thì bắt đầu nó mới cắm ở dưới. Cắm cả trên này đấy thì là nó mới lên nước. Vâng. Thế cắm ở trên này không cắm thì ở dưới kia thì là nó không lên nước. Nó không lên nước thì bắt đầu là cái máy nó nóng quá. Vâng. Nóng quá thì nó mới lên hơi kiểu là như là cái nước sủi người ta. Rồi. Nó cắm máy nước của mình nữa. Vâng. Ui giời. Thế nghịch là thế. May quá cái hôm đấy cái Hoa thì lại về sớm hơn một tí. Vâng. Thế là một lúc thì thằng Tuệ nó vừa vào đấy. Chú Tuệ vào gì? Thằng Tuệ cũng vào đấy. Vâng. Vừa vào một lúc thì bắt đầu về thì bắt đầu nó vào nó làm cái chuyện như thế. Là không có cái điện thoại gì gọi cả. Thế là nó làm như thế, thế xong nó làm. Nhưng bọn nó lớn như anh chị con? Nó chỉ bằng một đứa thì lớn hơn thằng Hiếu. Hai đứa nó bằng thằng Hiếu ấy. Thế là người quá nhờ. Lại hôm sau nữa. Vâng. Nó lại vào. Nó vào bắt đầu là nó trèo qua cái tường này. Vâng. Nó trèo qua cái kia rồi. Thế tôi bảo hả? Thế sao chúng mày tao mở cửa đóng cửa rồi sao mà mày lại trèo? Nó bảo là cho cháu đi qua cái. Cháu đi qua thôi. Nó bảo nó kiểu mà cái khóa kia làm rồi ấy, cửa làm rồi ấy. Bắt đầu là nó lấy hai tay nó cứ rung này. Thế là không được. Cửa bếp á? Cửa bếp đây giờ Tuệ nó làm cho rồi mà. Vâng. Giờ đóng khóa rồi. Thế xong bắt đầu là thế sao các cháu lại mất nét ấy. Bây giờ bá thì bá không đi được. Thế mà các cháu lại làm như thế thì tội nghiệp bá đấy, mà hỏng cái máy nước thì mất bao nhiêu tiền đấy, bá chứ không phải ít đâu. Vâng. Thế nhưng mà bảo nhưng mà chẳng ăn thua gì cả. Chứ con nó nghịch. Đánh cho mà chửi suốt ngày nó đánh nó chửi cho mà không ăn thua gì cả. Vâng. Đấy nó còn lên trên nhà bà bộ trên kìa. Nó cũng. Thôi được rồi kể lại cái đấy là con biết. Ba dạo này thế nào, sức khỏe thế nào? Sức khỏe thì mấy hôm nay thì lúc thì nó đấy, mấy hôm nay đấy thì là nó mệt mỏi trong người. Vâng. Mệt mỏi trong người thế là nó cứ đau hết hai cái bên cổ này. Vâng. Bên tay này. Thế là vài hôm đấy thì bắt đầu mới gọi thầy thuốc vào nó tiêm cho. Nó tiêm cho mấy mũi thì là mất mấy trăm cái, nhưng mà gọi cái đó chú là thôi thì để cho cháu nó đi làm đấy mấy hôm nữa thì nó khắc giả. Tiêm có 5 mũi mà mất 650. Vâng. Thế là đúng là bà vẫn đang ốm mà đánh gió à? Vẫn ốm thì bây giờ tiêm rồi thì nó cũng trở lại bình thường rồi. Củ này củ giấy phải không?
Không phải, cái củ này củ khoai đấy. À khoai để ăn à? Ừ, khoai này để ăn đấy. À con tưởng là củ giấy đánh gió. Ừ, cái thường nó cho đấy. À. Rồng năm nay nó lại rồng cái củ này nó bán. Thế là nó cho một nửa này thì bảo lấy lên tối về luộc. Bà nó chân có đi được tí nào? Chả đi được tí nào, chả nhích được hôm nọ đấy. Không đi được tí nào à? Hôm đấy, có một hôm đấy thì bắt đầu tôi mới định đứng lên. Vâng. Bị một cái chỗ này. Thế vâng. Bị được một lúc thì thấy chân nó đau quá, nó run quá. À. Lại phải ngồi xuống đây thế là may là cái ghế nó lại đè lên trên này dịch thì là nó vướng thì bắt đầu mới, cái chân này mới nhấc được lên trước. Vâng. Bắt đầu nó mới không ngã. Vâng. Chứ nếu mà hôm đấy mà ngã thì thôi xuống đây thì lại còn bị nặng thì. À. Đấy, mà gọi bên kia rõ ràng nghe. Không đi được tí nào nhỉ? Chả vâng. Đi được một tí nào. Mà mắt bây giờ lại càng ngày càng kém. Vâng. Ba tủ lạnh mua ai cho đây? Đây là người ta cho đấy. Ai cho? Anh Thư ở người nhà đấy. Nghĩa là anh ấy mới chết được độ gần tháng này rồi. À. Thì là anh ấy cho. Thì anh bảo là thôi cái tủ lạnh nó vẫn mới. Thì là cho thì là mang về để dùng. Anh ấy mất rồi á? Anh ấy mất rồi. Mất được hơn tháng. Vợ cho à? Anh cũng chẳng có vợ, năm nay 72 tuổi rồi. À. Đấy, mà anh ấy giàu có như thế. Ở một mình á? Vâng, ở một mình đấy. Thế là mất rồi? Thì anh mới mất rồi. Thế trước khi mất là anh ấy cho mình à? Hay nào? Trước khi mất đấy thì là cũng chả cho ai, bảo là cứ để đấy thì nó cũng phí đi mất. À. Thế xong bắt đầu là anh em gì? Anh em bên ngoại đấy. Vâng, vâng, vâng. Cũng con anh con em đấy. Vâng, vâng, vâng. Thì bắt đầu là anh ấy cho cái đấy thì là mang về rửa thì cái hoa nó lên nó lấy, mà nhà anh hai tầng nhá. À. Mà có mà anh không chịu lấy vợ. À. Mà giàu có chứ, anh trước kia là anh kỹ sư để vâng. dạy học ấy. Vâng. Đấy. Thế là anh ấy cho tủ lạnh. Anh cho tủ lạnh mới cho tivi nữa. Tivi đâu? Thế tivi thì là lại cho cái thưởng. À. Lại cho đứa em bảo là thôi thì chả xem được, mắt kém chả xem được thì thôi thì chả lấy. Mà mình còn chẳng có tiền điện đóng. Thế tiền điện thì lại thêm thì lại thôi thì chả lấy nữa. Vâng. Thì lấy cái tủ kia thì nó có cái gì thì để vào thì nó đỡ. Vâng. Thế là chả thấy mua. Ba bây giờ là có đất rồi đúng không? Có đất ở kia. Nhưng mà bây giờ mà các bác mà giúp làm nhà thì bà có làm được luôn không? Xây có thể được xây được không? Bây giờ thì tôi nói như này. Vâng. Có đất làm nhà. Thế nhưng mà nó vẫn đứng ở cái tên của ông. Đấy. Vâng. Là tên của bố đấy. Vâng. Thì nghĩa là nó chưa làm được cái sổ đỏ. À. Thì là chưa, nếu nó làm sổ đỏ thì là cái thường cũng được một hai phần. À. Nếu mà cái lý nó ở đây thì là nó được một phần. À. Thì là tôi được một phần, thì là cái thường được một phần. Thế nhưng mà bây giờ nó chưa cho làm thì không làm, nó cũng chả đi làm. Thì bảo là thôi em cứ cố gắng em đi làm hết bao nhiêu tiền thì cùng nhau góp vào. Vâng. Nếu như mà cái đứa kia... Có nghĩa là đất là thổ cư hết rồi gì? Thổ cư hết rồi. Chỉ có chưa tách ra từng người thôi gì? Chưa tách ra từng người. Vâng. Thì nó bảo là chả biết là có làm được hay không. Mới lại làm là tất nhiên là cũng yêu cầu nó cũng phải làm. Vâng. Nhưng mà nó cũng mất ít nhiều. À. Thế thì... không được thì sang huyện thôi. Vâng. Lên tỉnh thôi. Còn con thì con chỉ cố gắng kêu gọi cho bà xin tiền cho các mạnh thường quân để giúp cho bà thôi. Vâng. Đấy, có kinh phí để làm thôi. Vâng. Còn về đất cát thì là bà, gia đình nhà bà phải giải quyết cái đấy thôi. Vâng. Còn con thì con không thể nào can thiệp vào cái việc đấy gia đình của bà được. Đấy, như nào là bà phải tự giải quyết thôi. Vâng. Vâng. Con thì cố gắng là chia sẻ video lên để kêu gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ cho bà có kinh phí. Vâng. Vâng. Ở nhờ này thì cũng không ở mãi được đúng không? Vâng. Thì bây giờ nếu mà anh kêu gọi được mà được ít tiền thì thôi thì cũng phải lên đề nghị với xã chứ, xã nó về nó làm chứ. Dạ vâng. Mới lại huyện nó về nó làm thì nó mới được, thì mới lại vâng. lại hoàn cảnh như thế này nữa. Thì vâng. xem nó giải quyết như nào, nó cũng phải giải quyết chứ, chả nhẽ nó không giải quyết à. Vâng. Thế thì chỉ giờ chỉ còn cách đấy chứ còn chả biết làm. Vâng vâng. Bây giờ thì nó thì cũng như thế. Vâng vâng. Đây, từ cái này đấy, cái đấy là đất cát là do gia đình thôi. Vâng. Vâng, gia đình tự giải quyết thôi. Thì là cái thường thì nó bảo là nếu bây giờ thì chưa làm được sổ, nếu mà làm được sổ thì trước sau thì chị cũng có, không phải là có phần.
Chứ nếu mà ba người thì là ba phần, mà nghĩ nó không có, nó chưa mang khẩu về đây thì là được hai phần thôi. Thì hai phần thì chị một phần, mới lại em hai phần. Thì người ta đây là kiểu là người ta nói chuyện thế thôi, người ta tham gia thôi. Dạ vâng, cái đồ cái đấy trong gia đình thì bà tự tự ấy thôi, Thì tự người tự ta tự giải quyết bảo thôi. là nay mai thì Thôi không được được. rồi, được được rồi, được rồi, con biết cái đấy không? Bên này đây. Không có gì à? Chả có cái gì đâu, có mỗi mấy cây đầu sống mị này. Hôm qua nó mua Có cắm đấy, không? Bà cắm điện không? có điện đấy. Sao không cho cái đá vào? Đá đây chứ, nó tưởng có đấy, nhưng mà chắc cháu nó hay là nó Làm bị cái đá đá. vào thì nó ấy. Thế à? Rồi. Rau Rau thì rau gì? cái rau sống đấy, Sao này cái này nó lạ đấy nhỉ? cái rau sống mà cái kiểu cái rau này là nó gọi là xà lách xoăn đấy, nhưng mà nó mới cắt nó vẫn ngắn ngắn. Không, cái xà lách này không nói rồi, nhưng cái này cơ mà. Cái đấy nó dài dài à, ấy đấy là Cái gì cái giải lại? khoai Hả? đây, cái giải khoai đây này. Cái cây của nó thì À nó cái củ ấy. tàu của cái này à? Hả? Cái này ăn được á? Ăn được, Và nấu kiểu cho gì? vào nấu cứ thế là rửa đi, xong cho nước vào, xong rồi bao nấu nó nhiều đi, xong rồi cho muối vào, mới cho ít mỡ vào, thế là ăn ăn mấy hôm rồi đấy. Nhưng mà Cái này mua hay xin? xin của ấy thường ấy, Mua mấy thường trồng cái này mấy à? đấy ở bên Trung Quốc trước kia nó cũng hay ăn cái này đấy, Trung Quốc ăn cái này. ăn cái này mịn, nó làm dưa nó đem ra chợ nó bán đấy, mà còn đắt hơn thịt đấy. Thế à? Cái ngày rằm ngày Tết thì nó còn bán 15-20 nghìn cân mà. Rau này á? Nhưng mà ở đây thì nó không ăn. Tối bỏ cái hoa cho cái ít đá vào thì nó đỡ tốn điện. Đây chả có cái gì. Có mấy củ tỏi, ít rau. Trên này trống rỗng. Thế hôm qua thì mua được ít thức ăn thì là hôm qua ăn hết rồi. Thế là Vâng. sáng nay hôm trước đấy mua 5 quả trứng thì là rán 3 quả, hôm trưa hôm nay rán 2 quả. Thì Vâng. bảo là tối hôm nay đi làm về đây thì là ra mua cái trứng hay là cái đậu ăn này cho nó qua ngày, ăn cái gì ăn tốt. Mấy hôm nay toàn người ta cho rau ấy, Vâng. cho rau này, cho mướp nào, mướp không lúc trưa nay mới ăn hết đi. Thế cái chỗ chú Tuệ cho đất trồng rau đấy này. Thì đấy giờ Rồi hai còn nhà chúng rau không? ăn vừa mới hái hết rồi, hái hết rồi, bây giờ hôm qua nó cho cái phân vào đây thì phải chục ngày thì mới ăn được, thì mới Nó hái được. món 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 gì? Nó cái phân gà của nó này, nó nuôi nhiều gà lắm, Phân gà đi, chú Tuệ cho đi. Tuệ chú cho ăn Thế được. đấy, thì là bón vào chăm vào ăn, ôi ăn non mà ngon lắm Vâng. đấy. Cứ mỗi hôm Đây là ở ngoài. đây nó rổ ngô tốt như thế này mà. Nhanh nhở? Con xuống là từ cái lúc chú Tuệ chứ chưa cả trồng ngô. Hai đuống rau của bà ở trong kia gì? Trong cùng kia. Vâng. Việc khóa được bếp rồi nhỉ? Bọn trẻ con lại nghịch. Thảo nào con người lúc này xuống là thấy bà khóa cổng trèo. Bọn trẻ con nghịch quá. Nó còn vào tận đây ấy, nó còn mở tủ cơ anh. Mở cái tủ lạnh à? Tủ không, nó tủ mở cái tủ quần áo rồi. Thì hôm hôm nọ anh bảo là chứ còn có cái gì đấy con phải phải để vào đằng này nhá, không để tủ là nó lộc đi, là cái điện thoại có lúc thì nó để đây, cái điện thoại bây giờ nó phải để đây Gọi gì ấy? đấy, Của Hoa à? của Hoa Không mang đi lúc làm à? lúc thì nó đi làm, lúc thì nó để ở nhà. Chào bà Thường nhá. Người ta dặm nát hết cái lũ ngủ chứ Chó. Đây hai con thế đi nè. Nhốt mẹ Nó vào, thật chứ, nhốt vào cái thằng hiếu nó vừa trả đấy. kệ nó cứ nhốt vào không thì nó ngô nó như thế nó hỏng mất. Chó nhà này. Cho nhà thường hai con bé bé đấy, bán con to giờ mua hai con bé. Mẹ bé à? Bà Nó Thường là em sang trai, em gái của bà nhé, nhà bên cạnh. đấy, em út đấy.
Vâng. Nhà bà. Vâng. Ai nó bao nhiêu người rồi? Làm ăn cái gì? Đây, con nóng thì bật cái quạt. Vâng, thôi con quần. Cái này tắm rồi. Vâng. Ở nhà nó chán quá, thế là đây cái bà ở bên kia bà cho cái đài. À. Cho cái đài thì cứ mở ra nó nghe nó hát. À. Như vậy nghe nó kiểu mà thời sự đấy. Vâng. Thì chán thì cứ ngồi thỉnh thoảng thì lại nghe. Vâng. Đỡ buồn. Thế hôm nay có mình anh xuống ạ? À? Vâng, mình con rồi. À, thế cái anh con kia không xuống? Anh Tí Hon này đi đâu? À. Anh bắn hoa ở đâu? Con ông thuê. Anh người bé nhưng mà ấy ghê nhỉ? Vâng. Ăn nói cũng ấy cho phép đi. Tí Hon. Thế mà cũng có con ấy, có phải đùa đâu. Vâng. Ngày xưa bé thì tí thế mà cũng tán được gái. Anh Đông Tí Hon tán giỏi. Mà Khoa nói cũng không đến nỗi mấy đâu nhỉ. Vâng. Bà Thương hôm nay làm gì? Làm nhân ở nhà. Trồng rau bán à? Ừ. À. Mùa này bà trồng rau gì? Các thứ rau. Các rau á? À? Bán là cũng đi sớm à? Tí hả? Cũng đi sớm à? Đi từ 3 giờ. 3 giờ sáng á? À? 3 giờ đêm. Bây giờ? Đấy, làm nào được? Đến mấy giờ về? Mà nó, nếu nó thuận buồm xuôi gió thì ra cái bán được ngay phụng thì có thể sáng. À bà giao thôi gì? Giao cho buôn lái buôn à? Buôn đi. À. Mỗi hôm được vài trăm không? Cũng được hơn trăm, được trăm. Hơn trăm, một trăm. À. Đúng rồi, toàn phải dậy sớm nhỉ? Ừ. Thế là bà ngắt hái từ tối à hay nào? Hái từ tối, suốt từ chiều là tối mới xây được cái làm gì. À. Cái chả có thì phải chịu. Rồi muốn nghệ dầu các thứ rau miếng là có ấy thì. À. Được 100.000 thì rau thì cũng nhiều rau ạ nhỉ? Không, ngải thì nó cũng yến ngải. Một yến ngải, 10.000 cân à? 10.000, 15.000, 20.000, như dạo này được 20.000. Lá ngải kia quá. Ừ. Cái đấy họ mua họ về rán trứng à? Mua giao cho quán này. À. Dạo này hầm. 20.000 bán dễ thế nhưng mà hôm bán có 15.000. À. Là ra hơn một yến ra cái như thế lấy hết luôn. À. Họ mà lấy 20.000 về chắc họ phải bán 30-40.000 nhỉ? Người ta mua 15, mua 20 thì người ta phải bán 25. À. Mười thì người ta bán 15. Vâng. Vâng, vâng. Cái mình chẳng có thì mình làm. Rồi bán đắt té thì mình bán thì về cái tí là. Vâng. Thằng Hiếu mà bà ngoan chứ? Nó ngoan. Giờ chứ suốt ngày bên nhà tụng bà mày. Tối về cắm cơm bà mày về. Rất sân cái nhà. À. Cho nhà trong nhà đi làm gì? Năm nay nó mấy rồi? Nay lên lớp 8. Lớp 8 rồi. Người bé nhờ. Ai bảo nó học lớp 8 chứ. Người chiều ngang người cao to to nhưng mà chiều cao hơi lùn tí. Lùn. Vâng. Vâng. Cố được cái nhà này được. Đó con sang ngó vườn rau thì bà tí à? Giờ dùng lạc mới dùng mỗi thứ tí thì ngô. Trồng lạc á? Lạc giống ngô, mỗi thịt tí rau, các rau ở đây. Trồng lạc ở vườn này á? Ừ, trồng lạc bán 2.000 cân. Tươi á? Đây là rau này. Đây là rau mới lên đây à? Đây, mới rau. À. Đó. Đây, ngô, lạc. Thế này làm gì mà có rau gì mà bán? Có mỗi ngải cứu này à? Đỗ kia. Đỗ bao tiền cân? Đỗ 20.000 cân. 20.000. 15.000. Cái rau răm bao tiền mỡ? Rau răm dạo này rẻ, rau răm trước 20.000, giờ có 10.000, 7.000, 15.000, 20 với chán mọi ở đây. Nó quá lứa thì chả cắt được ấy. À. Có húng là được 15.000. Mưa quá. Năm nay thế nào nữa? Này già hết đâu đó. Già hết rồi đấy,
Cấy nhiều đấy cơ à? Bà ốm á? Mất 2 triệu tiền thuốc. Ốm quá. Vâng. Ốm đúng nửa tháng. Vâng. Nhà này ông bà là làm bao nhiêu bà? À. Vâng. Lâu rồi. Nhà này của bà trả lại lâu chưa? Trả lại mới cho cậu được 2 năm. 2 năm à? Cái này việc tường này là chắc đấy. Cái này là sơn đường là đẹp đấy. Mới trả được 2 năm. Vâng. Để thuê mà. Bà có muốn sơn nhà không? Có. Bà muốn sơn màu gì? Màu trắng này. Sơn màu trắng không á? Ừ. Trắng tinh. Nhưng mình là sơn mà. Có màu xanh nhạt, màu lông gà con là mấy nhà hay sơn. Thì biết cái sơn gì thì anh hộ cái sơn ý, chỉ cần đây thấy người ta sơn màu trắng thì em biết màu trắng. Có sơn bao giờ không biết này. Nhưng mà bà thích màu gì chứ, để con xin sơn cho. Thì đây người ta số màu trắng này. Màu trắng á? Ừ. Màu trắng không? Trắng, màu trắng, màu xanh kìa. Để cho tím màu vào. Có nghĩa bà màu gì cũng được cái gì. Ừ. Không quan trọng đâu cái gì. Quan trọng gì thì... Màu đẹp mà được, sáng sáng là được cái gì. Cho nó sáng nhạt. Thế thì sơn màu lông gà con vào cũng được. Màu trắng trắng hơi hồng vàng ấy. Nó đẹp. Thế cũng được. Vâng. Thì con sẽ liên hệ với cái công ty sơn để con nhờ họ giúp sơn cho. Xong rồi con sẽ liên hệ anh em ở bên đoàn thiện nguyện Thánh Nguyên sẽ bố trí là xuống sơn giúp cho bà nữa. Nhá. Cảm ơn. Vâng. Và bà không phải là không phải mất cái gì cả. Bà chỉ việc ở nhà thôi. Đấy là con sẽ liên hệ anh em xuống là xin sơn trong đèo sơn xuống là anh em là sơn giúp cho bà. Vâng. Tháng này có làm hay tháng sau nhỉ? Hả? Tháng này có sơn được không? Tháng nào cũng sơn được. Tưởng tháng 7 cô hồn là người ta không làm. Vẫn làm thế. Vẫn sơn được cái gì? Sơn được ấy. Vâng, thế để con về con bố trí nhá. Ừ. Con liên hệ con bố trí người xong là xuống làm giúp nhá. Ừ. Vâng, vâng. Thế này lúc nào bà rảnh bà lấy cái chổi ấy bà quét hết cái mạng nhện đi. Nhá. Quét cái mạng nhện đi. Thế là sơn nó đẹp, nó không dính mạng nhện. Sáng. Các bác bận nhiều việc. Đây là cháu sẽ liên hệ bên anh em đoàn thiện nguyện. Đấy, cũng như là sơn thì cháu sẽ liên hệ công ty sơn để xin. Họ sẽ giúp. Không mất gì hết. Nhá. Được rồi, thế được rồi. Ok. Đấy, có gì con sẽ trao đổi lại trong thời gian sớm nhất. Thôi con không uống đâu. Cái này dẹp hết ra ngoài để đây làm gì? Nào sơn hết, quét hết ở ngoài đi. Sơn cho nó sáng. Sơn đẹp long lanh luôn. Như nhà mới luôn. Nhà bà trên vẫn là ngói à? Ngói à? Có bị rột không? Hả? Bị rột giữa nhà. Nếu nào nhờ ai họ chuyên nghề họ đảo lại cho. Đảo lại ngói nó ngay sâu lắm, sâu vào nó bị ấy. Rồi thế nhá. Có gì cháu sẽ liên hệ lại. Con cháu về đây. Dẹp hết này đi. Nằm máy tuốt đấy.
Ôi bà nghỉ ngơi nhá. Rồi anh về. Con về đây. Vâng. Vâng. Nào con lại xuống. Vâng. Ba năm nghỉ nhá. Vâng. Về nhá. Dạ. Dạ vâng. Lại trèo ra. Lại trèo ra thế nó lại chả có nhà. Có mỗi một khóa à? Hả? Mỗi một khóa à? Khóa gì? Khóa hoa cầm à? Khóa hoa nó cầm hả? À vâng. Không sao, bà cứ nghỉ đi. Vâng. Nó trèo không cũng được, không thì nó lại vào nó nghịch. Bà nghỉ đi nhá. Vâng. Con chào bà. Vâng. Vâng. Chào các bác. Úi xa. Cào thế. À, chỗ nhà bà Luân này có nhà chú Tuệ có cái lúc lá quá khủng các bác. Này, hoa này. Hoa này mà lúc lác này mà nhặt mà xào với thịt cực ngon các bác. Đấy, quá ngon. Đấy, đầy hoa nhá. Đầy hoa ở dưới. Được đấy. Bà luôn. Nó quá khổ các bác. Siêu khổ. Hai chị em ai cũng khổ các bác. Và thường em gái của bà Luân cũng khổ lắm. Bà ấy nè, bà ấy xây dựng đỉnh muộn các bác. Đấy. Nhưng mà chồng thì là mắc tệ nạn xã hội, bị nghiện. Thế là chia tay các bác. Đấy. Bây giờ bà ở một mình nuôi con ở đấy, khổ lắm. Không thông sướng thế nào. Con thì bé bé, mẹ mẹ. Hai mẹ con. Bà Luân thì cũng khổ. Bây giờ cháu kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Và bà thường thì cháu sẽ cố gắng là trong thời gian sớm nhất sơn nhà cho bà. Còn nhà bà Luân thì để làm nhà thì phải được sự chung tay của quý nhà hảo tâm Các Mạnh Thường Quân. Rất mong là sẽ nhận được cái sự chung tay của tất cả các bác cho hai mẹ con nhà bà có một ngôi nhà để ở. Rất mong là đón nhận được cái tình cảm của các bác. Các bác có thể là liên hệ với cháu Hoàng Hiền qua điện thoại hoặc là Zalo, Viber theo số điện thoại là 0915049825. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng thì cháu xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của cháu nhé. Xin chào các bác. Cháu chào tất cả các bác nha. Hiện tại thì trên kênh của cháu bây giờ thì đang bán một số các mặt hàng nông sản tiêu thụ cho bà con ở Thái Nguyên. Cháu cũng giới thiệu đến các bác, để các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ với cháu nhé. Đầu tiên là cháu có bán đặc sản mật ong khoái rừng Thái Nguyên các bác. Đó. Mật ong đảm bảo các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn tự nhiên 100%. Sản phẩm đến từ núi rừng của Thái Nguyên các bác nhé. Đó, giá thì rất là hợp lý. Đấy, cháu có thể nói là rất là rẻ. Các bác mua càng nhiều thì giá lại càng rẻ các bác nhé. Các bác mua từ 10 lít trở lên là giá là 410.000 một lít và đã được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 5 đến 9 lít là giá là 420.000 một lít và cũng được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 2 đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít. Đấy, và cũng được miễn ship các bác nhé. Và cuối cùng các bác mua 1 lít thì giá là 430.000 một lít.
Đấy, tuy nhiên 1 lít thì là không được miễn ship các bác ạ. Đó. Và thứ hai là trên kênh của cháu hiện nay thì đang có cái sản phẩm đó là nấm linh chi rừng. Đấy, có nghĩa là nấm linh chi đỏ. Đấy, tự nhiên rừng vùng núi Thái Nguyên, đấy, khu vực chỗ Bà Trà các bác nhé. Giá này cũng rất là hợp lý. Giá thì là các bác mua nửa cân thì là 350.000. Đấy. Tuy nhiên nửa cân thì không được miễn ship các bác. Đấy, các bác mua cả cân là 700.000 thì sẽ được miễn phí tiền ship. Về công dụng của nấm linh chi rừng thì các bác nào mà đã sử dụng rồi thì các bác cũng biết là nó cực kỳ tốt rồi. Đấy, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu về cái công dụng của cái nấm linh chi rừng. Đặc biệt đây là nấm linh chi đỏ các bác nhé. Tốt nhất trong loại nấm linh chi luôn. Đấy, mà giá rất là hợp lý, rất là rẻ. Nó có rất nhiều những cái tác dụng, trong đó một số cái tác dụng nó nổi trội. Nó là rất tốt cho bổ gan, bổ thận. Đấy. Ổn định huyết áp này, đấy, giảm căng thẳng, stress này. Đấy, duy trì cái tuổi thanh xuân, đấy, có nghĩa là trẻ hóa, đấy, cũng như là hỗ trợ trong cái việc là điều trị ung thư, đấy, ngăn chặn cái sự phát triển của tế bào ung thư, đấy, cũng như là nói chung là rất là tốt, đấy, tốt cho gan, cho thận, cho phổi, đấy, huyết áp, đấy, nói chung là rất là tốt. Đấy, cái này người khỏe mạnh uống lại càng tốt nữa. Đấy, chưa nói là người bệnh điều trị thì nó cực tốt. Đấy, rất nhiều những công dụng của nấm linh chi. Đấy. Các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh của cháu mình còn đang bán là đặc sản chè Thái Nguyên. Đấy. Chè Thái Nguyên thì hiện tại cháu bán một loại duy nhất thôi. Đấy. Giá là 360.000 một cân. Đấy. Các bác mua từ 2 cân là các bác sẽ được miễn ship. Đấy. Còn về thuốc của Bà Trà thì các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cũng có thể liên hệ với cháu nhé. Đấy. Thuốc của Bà Trà thì là bà chữa rất nhiều các loại thuốc. Các bác theo dõi các video các bác cũng biết rồi. Phải nói là rất là hiệu quả. Đấy. Rất nhiều người đã khỏi bệnh. Rất nhiều người đã thành công, rất vui mừng. Đấy, rất nhiều loại thuốc thành công, trong đó thì có dạ dày này, đại tràng này, sỏi thận này, tai biến này, mỡ máu này, mất ngủ này, tiểu đường này. Đấy. Phổi này, huyết áp này, tim mạch này. Đấy. Ho mãn tính này. Đấy. Xương khớp này. Đấy. Đấy là các cái thuốc của Bà Trà, ngoài ra còn nhiều loại thuốc nữa. Các bạn có thể tìm hiểu rõ ở các cái video cháu đã đăng rồi. Khi mà lên cho Bà Trà lấy thuốc. Đó là một số những cái sản phẩm ở trên kênh của cháu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì các bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915049825. Các bác có thể nhắn tin qua điện thoại cho cháu cũng được, hoặc là kết bạn Zalo cũng theo cái số đó và nhắn tin cho cháu ở trên đó. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng thì cháu xin chào các bác nha.